Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bình luận viên Anh Quân News. Hy vọng rằng các bạn đã có một ngày đầu tuần suôn sẻ và may mắn. Và bây giờ hãy tạm gác những bộn bề của công việc, học hành của mình sang một bên để cùng đến với những bộn bề âu lo của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Barca thì lo chấn thương của Busquets, Chelsea lại còn lăn tăn chuyện hợp đồng với công thần. Còn Dani Alves đã ở tù rồi còn mất luôn nhà cửa, tất cả sẽ có trong bản tin cuối ngày hôm nay. Busquets có thể lỡ trận gặp Manchester United, Mason Mount từ chối gia hạn với Chelsea. Alves bị tịch thu nhà cửa, cựu sao Liverpool cho rằng Haaland đã sai khi đến Man City, động thái bất ngờ của Mason Greenwood. Truyền thông Anh đưa tin giới chủ của Chelsea mà đứng đầu là Todd Boehly đang nhắm Luis Enrique trong trường hợp họ sa thải Graham Potter nếu tình trạng của đội bóng không cải thiện ở thời gian tới. Được biết, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa có việc mới kể từ khi bị sa thải sau World Cup 2022. Nếu Enrique đến câu lạc bộ London, các ông chủ của Chelsea hy vọng vào một thành tích tương tự tại Stamford Bridge. Nhưng đây cũng là thử thách cho Enrique vì ông chưa từng dẫn dắt câu lạc bộ nào tại Premier League. Theo Sportmax, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente sẽ gặp hậu vệ kỳ cựu Sergio Ramos trong tuần này để thuyết phục anh trở lại đội tuyển quốc gia. Được biết, cựu sao Real đã không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha trong 2 năm qua. Dẫu vậy, trung vệ của Paris Saint-Germain luôn khẳng định rằng anh sẵn sàng trở lại đội tuyển để giúp đỡ đội bóng. Ramos sẽ nói chuyện với huấn luyện viên Luis de la Fuente trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo AS, nhiều khả năng anh sẽ đồng ý trở lại cống hiến cho La Roja. Theo The Sun, các cuộc đấu thầu mua lại câu lạc bộ Man United dự kiến sẽ được tiến hành trong tuần này và người dẫn đầu sớm trong cuộc đua đó là Ratcliffe, ông chủ của tập đoàn hóa chất Ineos. Vị tỷ phú người Anh được cho là sẽ đưa ra mức giá 4 tỷ bảng cho nhà Glazer. Tuy nhiên, con số mà giới chủ Mỹ mong muốn lên tới 8 tỷ bảng. Bên cạnh đó, nhà Glazer được cho là sẽ không vội bán Man United, nhất là trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang có những dấu hiệu tích cực trong thời gian qua. Trên trang cá nhân, Ronaldo đã đăng tải những hình ảnh anh cùng bạn bè và người thân trong gia đình bên cạnh những chiếc bánh kem mừng sinh nhật. Ngoài bạn gái Georgina Rodriguez và con trai Ronaldo Jr., tiệc sinh nhật của Ronaldo có sự góp mặt của những người bạn thân như Ricardo Rifugge, Fabio Ferreira. Cùng với đó, CR7 đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ thông qua trang cá nhân. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc sinh nhật. Thật hạnh phúc khi được ở cạnh gia đình và những người bạn. Ngoài ra, các câu lạc bộ cũ của siêu sao người bồ cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp anh 38 tuổi. Đặc biệt, câu lạc bộ Lisbon còn gửi hẳn một phần quà cho Ronaldo. Cũng trong hôm qua, Neymar chính thức bước sang tuổi 31. Siêu sao người Brazil đã đón sinh nhật bên cô bạn gái Bruna Biancardi. Được biết, Neymar và Bruna chia tay vào tháng 8 năm 2022 sau một năm gắn bó. Tuy nhiên, cặp đôi cùng nhau đón sinh nhật lần thứ 31 của tuyển thủ Brazil và không ngại chia sẻ vài bức ảnh thân mật trên mạng xã hội. Theo Daily Mail, Mason Mount đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea vì yêu cầu tăng lương gấp 3 không được đáp ứng. Hợp đồng hiện tại của Mason Mount với Chelsea còn thời hạn tới mùa hè 2024. Ban lãnh đạo Chelsea đang tiến hành đàm phán gia hạn với cầu thủ người Anh trước sự dòm ngó của nhiều câu lạc bộ khác. Mason Mount muốn mức lương 240.000 bảng một tuần, nhưng phía Chelsea chưa đồng ý. Hiện tại, tiền vệ người Anh đang nhận 80.000 bảng một tuần, thấp hơn rất nhiều so với nhiều cầu thủ khác tại Chelsea như Raheem Sterling. Thậm chí Mount còn không nằm trong danh sách 20 cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ. Các cuộc đàm phán về một hợp đồng mới giữa Mason Mount và Chelsea bị đình trệ và hai bên được cho là còn rất lâu mới đạt được thỏa thuận. Theo Marca, Man United đang để bất tới tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid trong nỗ lực gia cố tuyến giữa vào mùa hè 2023. Thậm chí để thuyết phục Real nhà người, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng lên đến 72 triệu bảng. Thế nhưng phía Real Madrid được cho là không muốn bán ngôi sao người Uruguay, dẫu phong độ của anh sau mùa World Cup khá là không ổn định, bởi Valverde là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất sân Bernabeu hiện nay. Anh có vị trí quan trọng trong chiến thuật mà Carlo Ancelotti xây dựng. Hiện tại Valverde còn hợp đồng với Real tới tận năm 2027 và kèm phí giải phóng lên tới 1 tỷ euro. Trong trận đấu với Sevilla đêm qua, Busquets đã bị chấn thương sau nỗ lực tranh bóng. Có thể thấy cổ chân trái của Sergio Busquets dường như đã gập lại sau nỗ lực xoạc bóng. Huấn luyện viên Xavi Hernandez đã buộc phải rút Sergio Busquets ra sân thay bằng Frank Kessié. Thông tin từ Cadena Ser cho biết Busquets có thể sẽ vắng mặt từ 2 đến 3 tuần do chấn thương mắt cá. Điều này đồng nghĩa với việc lão tướng người Tây Ban Nha có thể không ra sân trong trận gặp Man United trong cuộc đối đầu với Man United tại Europa League sắp tới. Huấn luyện viên Xavi có khả năng sẽ sắp xếp lại hàng tiền vệ của Barcelona khi Busquets vắng mặt với ngôi sao người Hà Lan Frankie de Jong dự kiến sẽ thay thế. Theo Marca, dẫn nguồn từ UOL Esports, cơ quan thuế Tây Ban Nha đã tịch thu căn hộ rộng 60m² của Alves ở San Feliu de Llobregat do cầu thủ này nợ hơn 2 triệu bảng tiền thuế. Được biết, các nhà hàng của Alves ở Barcelona, Botecofogo và Anquimia Fogo cũng đã nhận được lệnh tịch thu bởi Hội đồng thành phố Barcelona.
Trước đó, câu lạc bộ Unam Pumas cũng đòi ngôi sao người Brazil 4 triệu bảng tiền bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng. Hiện tại Alves không thể ra sân cho câu lạc bộ Mexico do bị tạm giam ở Barcelona. Unam Pumas tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Alves bất chấp vụ việc mới ở mức cáo buộc và chưa có kết luận cụ thể từ phía tòa án và cơ quan điều tra. Và hãng thể thao Adidas mới đây cũng thông báo không gia hạn hợp đồng với cựu sao Barcelona. Sau trận thua trước Tottenham, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có lời giải thích nguyên nhân thất bại một cách khá hài hước. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết Man City thua là do London ở quá xa. Từ Manchester đến London giống như đi đến Bắc Âu, chúng tôi mất 4 giờ 30 phút mới tới khách sạn. Thật là mệt mỏi khi đến London, tôi xin lỗi, chúng tôi cần trở lại Manchester và chuẩn bị cho trận đấu với Aston Villa. Với việc trắng tay rời Bắc London, Man City vẫn đứng thứ hai tại Premier League, kém Arsenal 5 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta một trận và họ chỉ còn hơn Man United 3 điểm. Nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Tottenham đã giành trọn 3 điểm với pha lập công duy nhất của Harry Kane. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Conte lập tức gọi điện cho Harry Kane để chúc mừng. Chiến lược gia người Ý bày tỏ sự tự hào khi Harry Kane trở thành cầu thủ có nhiều bàn nhất trong lịch sử câu lạc bộ Tottenham với tổng cộng 267 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của cựu danh thủ Jimmy Greaves. Chân sút của tuyển Anh cũng đạt cột mốc ghi 200 bàn tại Ngoại hạng Anh, hiện chỉ xếp sau cựu danh thủ Wayne Rooney và kỷ lục đứng đầu của huyền thoại Alan Shearer đang nắm giữ. Trái ngược với Harry Kane, hôm qua Haaland không có bất kỳ một cú sút nào trong một trận đấu, thậm chí tiền đạo người Na Uy không có bất kỳ một pha chạm bóng nào trong vòng cấm của Tottenham. Sau trận đấu, cựu danh thủ Jamie Carragher đã lên tiếng cho rằng Haaland đến Man City là một sai lầm. Phân tích trên Sky Sport, cựu sao Liverpool chia sẻ: Man City là một đội khác và kém hơn với Haaland, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Đội bóng của Pep Guardiola xây dựng lối chơi chậm rãi, đẩy đối phương về sát vùng cấm, thay vì kiểu đưa bóng nhanh từ đầu này sang đầu kia. Haaland khó có thể phát huy hết khả năng trong màu áo Man City. Trong buổi phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên David Moyes thừa nhận West Ham khó lòng giữ chân Declan Rice và anh sẽ sớm đầu quân cho câu lạc bộ khác trong tương lai không xa. Đáng chú ý, huấn luyện viên người Scotland khẳng định Rice sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của Enzo Fernandez, người vừa cập bến Chelsea với mức giá 120 triệu euro. Cậu ấy sẽ trở thành thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của nước Anh nếu lựa chọn rời khỏi West Ham. Có rất nhiều lời bàn tán về điều này và khi nhìn vào giá trị kỷ lục chuyển nhượng trong thời gian gần đây, tôi nghĩ Rice sẽ hủy diệt những con số đó hoàn toàn. Tôi chắc chắn về điều đó khi thương vụ này xảy ra. Theo Fabrizio Romano, cầu thủ Zaniolo đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chuyển đến Galatasaray với mức lương khoảng 3 triệu euro mỗi mùa. Zaniolo đã đóng hành lý và đang chờ mọi thứ rõ ràng để thực hiện hành trình đến Istanbul. Anh phải đợi Roma đạt được thỏa thuận với Galatasaray về mức phí, có thể lên tới 20 đến 22 triệu euro bao gồm cả tiền thưởng. Juventus vẫn tiếp tục chìm trong cơn khủng hoảng. Theo tờ Calcio Mercato tiết lộ, đội bóng thành Turin sẽ không được bơm thêm tiền cho đến năm 2025. Sau hai lần được bơm tiền gần nhất, điều đó đồng nghĩa với việc là đội bóng này sẽ phải thắt lưng buộc bụng trên thị trường chuyển nhượng và chia tay những bản hợp đồng không hiệu quả. Vào lúc này, đối diện với một cơn khủng hoảng về mặt nhân sự lẫn tài chính, các trụ cột đang được cho là sẽ lần lượt tháo chạy khỏi Turin vào mùa hè tới. Ngôi sao lớn nhất của họ, Dusan Vlahovic, đang được các ông lớn săn đuổi sát sao. Mới đây, Mason Greenwood bỗng có động thái khá bất ngờ trên mạng xã hội. Cụ thể ở phần tiểu sử trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo người Anh đã thêm thông tin câu lạc bộ Man United và nhà tài trợ Nike. Bên dưới, tiền đạo này cũng cho hiển thị lại loạt hình ảnh trong màu áo quỷ đỏ trước khi bị bắt. Cần biết rằng, Greenwood đã bị Nike cắt đứt hợp đồng sau khi scandal nổ ra.